Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh và phó cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Đình Trung đã tiếp xúc đại diện cử tri các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ, thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Qua nghe báo cáo kết quả kỳ họp, cử tri thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những quyết sách được thông qua cũng như tinh thần đổi mới trách nhiệm trong hoạt động của Quốc hội. Cử tri cũng kiến nghị nhiều tâm tư về vấn đề biên soạn và in sách giáo khoa theo phương thức xã hội hóa, chế sách cho đội ngũ cán bộ cao tuổi, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng ứng phó với thiên tai của thành phố Đà Nẵng hiện nay và kỳ vọng trong thời gian đến, Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ cho Đà Nẵng đối với những công trình dự án tồn động nhiều năm trên địa bàn khẳng định những kết quả đạt được tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng kiên nhận và giải đáp các ý kiến cử tri, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục có ý kiến đóng góp sát với thực tiễn để kiến nghị với Quốc hội nghiên cứu có những chính sách tốt hơn đáp ứng nhu cầu dân dân cũng như tạo điều kiện cho thành phố phát triển.